Trong video này tôi sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi là thủ dâm thì có bị sùi màu gái không? Thì nếu như mà tay các bạn vệ sinh sạch sẽ nhá, thì tôi khẳng định luôn với các bạn là thủ dâm thì không thể bị sùi màu gà được, vì chúng ta không tiếp xúc gì với nguồn bệnh cả. Và cái việc thủ dâm thì nó chỉ gây ra những cái tác động không tốt với cơ thể, về cái có thể là gây suy nhược về thể chất cũng như là các cái vấn đề về tâm lý khác. Thì chúng ta sẽ bàn riêng ở những cái video khác. Thế nhưng mà thực tế thì trong thời gian vừa qua thì tôi lại vừa chữa cho một học sinh mà lại bị sùi màu gà. Thế thì hỏi ra bạn ấy là bạn ấy thường xuyên là vào cái nhà vệ sinh công cộng để làm cái chuyện đó. Thế thì có một thực tế là những cái nơi này ấy, thì thường là những cái nơi rất là bẩn, rất là nhiều người cầm sờ lắm vào. Thế do vậy đây chính là cái nơi mà trở thành cái nơi vật gọi là vật trung gian truyền virus HPV. Và virus HPV chính là cái nguyên nhân để gây lên cái mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi màu gà. Thế thì ngoài ra thì chúng ta có thể là lấy qua cốc uống nước này, bàn chải, quần lót, khăn mặt, chén ăn cơm, vân vân thì cũng có thể làm trung gian truyền bệnh các bạn nhé. Cho nên là nhiều khi mà chúng ta thấy là đi ăn cùng với lại người khác thì chúng ta thấy là để mà giữ phép lịch sự mà khi gắp thức ăn cho người khác thì chúng ta thường đổi đũa đi. Đấy, thì đó là chúng ta để tránh cái nguy cơ cái lây nhiễm cái lây truyền virus HPV này. À, vì vậy thế thì bị rồi thì các bạn làm nào các bạn chữa thì chúng tôi thì ở riêng ở bên chúng tôi là có một bài thuốc gia truyền từ đời trước để lại rồi, nên tôi chuyên điều trị bằng thuốc đông y và trong rất là nhiều năm này cũng đã giúp rất nhiều người bệnh, đặc biệt là những người bệnh mà đã chữa ở bệnh viện, đã chữa ở những phòng khám tốn rất nhiều tiền rồi quay về chúng tôi thì lại khỏi. Thì các bạn nếu cần quan tâm và có những câu hỏi thắc mắc khác liên quan tới sùi màu gà có thể liên hệ chúng tôi qua hai số điện thoại 0981 918 651 hoặc 0839 336658. Thì cái ưu điểm của thuốc đông y là nó khá là an toàn và hiệu quả cao. Nói về cái phương pháp điều trị đông y thì nó có trước tây y các bạn nhé. Nhược điểm thì là cái thời gian điều trị của nó thường lâu hơn và phải kiêng cữ khá là nhiều. Thế thì đây là chúng tôi đưa ra cái hình ảnh của hai cái liệu trình ở bên ngoài dương vật âm vật, còn ở đây là cái liệu trình mà điều trị cho các bạn ở bên trong miệng lưỡi. Đấy, thì có rất là nhiều phản hồi của chúng tôi trong quá trình điều trị mà chúng tôi cũng đã kịp nốt lại cho các bạn đây. Thì, ngoài ra thì có rất nhiều những cái phản hồi mới mà nhiều khi chúng tôi cũng chả có thời gian để mà chụp lại. Nhiều bạn còn yêu cầu mua thuốc rồi nhưng mà chúng tôi thậm chí quên đơn, tại vì là trong ngày hôm đó thì cũng có khá là nhiều đơn thì nhiều khi là không nhớ được hết. Đấy. Thì các bạn cần có câu hỏi hay là cần lấy thuốc thì liên hệ chúng tôi số 0809 nhé, 0839 336658. Thì cái số này thì hiện nay thì mới kết được bạn. Thế còn cái số 0981 918 651 thì hiện nay là full bạn rồi. Thì chúng tôi vẫn có thi thoảng những người mà điều trị xong khỏi hết rồi họ tự động hủy kết bạn thì cũng có slot để, cho các bạn kết bạn mới. Thế nhưng mà cũng tương đối là hạn chế. Đấy, thì có rất nhiều phản hồi, rất nhiều những cái phản hồi của bạn đã khỏi bệnh. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Trong rất nhiều năm rồi chúng tôi đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh. Thì nếu như mà cần thêm những cái phản hồi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.